Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, trong 2 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch với tổng vốn hơn 5.550 tỷ đồng. Cụ thể, dự án đầu tiên là tổ hợp khách sạn khu thương mại căn hộ dịch vụ Dubai Tower tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Dubai với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.009 tỷ đồng. Thứ hai là dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển Royal Ninh Thuận tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.000 tỷ đồng. Cuối cùng là dự án khu resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế 5 sao kết hợp với tuyến phố thương mại ẩm thực của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Ninh Thuận tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải với tổng vốn đăng ký đầu tư 550 tỷ đồng.